Chào cô chú anh chị nha, em còn con ruby em xả cho nó sạch luôn, cho nó hết. Con ruby còn đẹp luôn nha. Này là đời đời ruby echo nha. Màu trắng là sẽ là tem echo, màu vàng sẽ là đẹp ruby nha. Hai cái vô một. Mã nó là 3035 nha, Instagram. Này còn rất là đẹp nha mọi người. Vô rồi còn đang thui. Lóc đẹp lắm, lóc trắng tinh. Lóc mới tinh. Này thì hơi miếng bàn nha mọi người. Thôi. Con này mà không quăng ngang cho mày. Này em chưa có bung mở nha, hàng nguyên zin nguyên bản nha. Con này chưa có dọn nha mọi người, đủ đồ. Này em xả nha, để cho mọi người 1.350. 1.350 nha, xả nha. Xả này xả bị lỗ nha mọi người. Nếu mà bình thường cái bờ lô ấy, thì em không sợ lỗ. Nhưng mà cái con này em mua mà kiểu như mua mổ lại của anh em ấy, thấy nó đẹp. Mua mổ của anh em ấy. Này vệ sinh ra bằng ấy à. Nên là lúc lúc mổ là cái lúc mà cái thời điểm mà hàng bả nó không về nữa. Giá cao lắm, 1.500.000 một con. 1.600.000 một con. Định dọn lên bán lẻ mà thôi. Bán gì anh em bán lẻ anh em về. Làm xích thì rất là ngon nha. Đó, xích thì còn dài, chạy xích 91. Rồi, 1.350.000 nha. Nên mà làm cho giúp em.